Vinh. Má đây nè. Vinh. Dạ, chị có phải là má anh Vinh không chị? Phải. Tôi đây nè. Mà chị là? Dạ, tôi là má của thằng Quý. Dạ, tôi muốn xin chị cho tôi thắp cho cháu Vinh một nén nhang đó chị. Chị, tôi dập đầu tạ tội với cháu. Xin chị đó chị. Chị muốn gì á thì đi về nhà tôi. Vô đó xa lắm, mà đường xấu nữa, chị đi không có nổi đâu. Vậy mà tôi nghe mấy người lối xóm của chị nói ngày nào chị cũng vô thăm cháu ở trỏng á. Nếu chị là tôi, chị có đành lòng để cho con mình nằm lạnh lẽo ngoài đó một mình không? Chị, tôi xin lỗi chị. Thôi, tôi về. Chị uống nước đi. Dạ, cảm ơn chị. Chị, xin chị, xin chị tha lỗi cho con tôi nha chị. Chị, tôi xin chị. Vậy? Chị đứng lên đi. Không, chị chưa tha lỗi cho con tôi không có dám đứng lên đâu chị. Tôi xin chị tha lỗi cho con tôi, để bà mẹ này chuộc lỗi cho con nha chị. Chị muốn cái gì tôi cũng chịu hết á. Tôi xin chị ơi, tôi xin chị. Muốn gì cũng chịu. Dạ, muốn cái gì tôi cũng chịu hết á. Là chị. Bây giờ tôi muốn con trai tôi sống lại. Mấy người có làm được không? Tôi xin lỗi chị. Tôi xin lỗi chị. Cũng tại tôi. Tại tôi vô dụng. Nếu tôi không có để cho thằng Vinh nó trở lên thành phố thì đâu có xảy ra cớ sự như vậy. Chị ơi. Có cơm cho má ơi, con đói quá. Có rồi con. Vô tắm rồi ăn cơm canh nóng này con ơi. Dạ. Thôi, con đói bụng quá, chắc ra rửa mặt thì vô ăn. Tắm rửa gì nữa. Rửa mặt đi con. Đồ ăn ngon quá. Để mới cơm cho má nha. Má. Má sao vậy? Đâu có sao con. Má khóc phải không? Không có. Con thấy mắt nó đã quét kìa. Không có gì đâu. Con ăn cơm đi. Có gì má nói con nghe đi. Chứ má không có giấu được con đâu. Ba con sao má? Má mới vừa hay tin á
là ổng đã có gia đình khác từ lâu rồi Vinh à. Hồi nào tới giờ má cứ tưởng là ổng đi biển, ổng kiếm tiền để lo cho má con mình. Rồi xui xẻo bảo tới chìm thuyền. Từ đó giờ má cứ nhờ người dò la tin tức của ổng, tìm xác ổng. Nhưng mà ai có ngờ đâu. Con đã biết chuyện này á từ 2 năm trước rồi má ơi. Lúc ông bỏ má con mình đi á là ông đã theo bà đó rồi. Vậy là con đã biết rồi á hả? Dạ, con biết rồi. Nhưng mà con sợ má buồn cho nên con mấy không dám kể cho má nghe. Má ăn cơm đi má. Sao ông đối xử với má con mình bạc bẽo với vậy Vinh? Thì chắc tại má con mình nghèo cho nên ông mới bỏ đi theo bà đó. Bà đó giàu quá mà. Với lại ông ham sung sướng nữa. Mà thôi, bây giờ á con cũng muốn má con mình nhắc tới ông nữa. Má con buồn thêm. Má đừng khóc vì người đàn ông đó nữa. Thì má chỉ buồn chút thôi. Dù sao thì cũng tình nghĩa vợ chồng một thời mà. Thì mới có con đó. Ông có nuôi con được ngày nào đâu má. Vừa mới bỏ đi được một năm á thì ông đã theo bà đó rồi. Tại bà giàu quá mà. Thôi má, má ăn cơm đi. Để đồ ăn nguội hết trơn nè. Ăn cơm đi má. Dạ. Mà má, cô tính vậy nè. Mấy năm nay á, mùa màng cũng thất bát. Mình mà bám vô cái mấy thửa ruộng hoài á, biết khi nào mình mới khá nổi. Vậy con tính bán đất hả? Thôi không có được đâu. Miếng đất đó là má để dành cho con á, để mai mốt con cưới vợ đó. Má này, chuyện vợ con á thì từ từ tính. Với lại con đâu tính bán đất đâu. Con tính vậy nè, con lên thành phố con làm. Rồi con dành dụm ít tiền, ai mướn gì làm nấy. Rồi con gửi tiền về cho má, được không? Thôi. Sao con vậy? Tính bỏ đi giống như ba con á hả? Má này. Rồi bỏ má luôn hả? Con là không bao giờ con bỏ má. Con chỉ lên thành phố con làm thôi. Con ráng để dành tiền rồi về con cất cho má cho nhà khang trang hơn. Mà má yên tâm đi, cứ 2-3 tháng là con về nhà thăm má một lần nha. Được không? Vậy là nhớ về thăm má nha. Con là con không có bỏ má đâu, má lo. Má con mình ăn cơm nha. Má. Tụi này làm cái gì mà tới giờ chưa tới nữa ta? Ê. Dạ. Ngồi xuống. Thanh toán xong xuôi rồi mới đi nghe mày. Dạ thì chú đợi con chú trả tiền cho chú chứ con có giật chú đâu. Mày trả tiền đi. Chú đang đợi mấy thằng bạn đến chờ hoài không thấy luôn nè. Chờ cái gì? Tụi nó đi có tiếng đồng hồ rồi. Còn có mình mày còn đây, mày tính tiền đi. Con còn bao nhiêu đây tiền, đâu đủ trả cho chú đâu. Nhậu nhiêu đây, có nhiêu đó tiền sao nhậu. Không có tiền mày đặt đi nhậu. Tao cho mày hay nha. Đừng có hồng mà giỡn mặt với Năm Hào nè con mày. Tại vì mấy thằng bạn nó rủ con đi nhậu. Rồi nó hứa trả tiền cho chầu này con mới đi. Bình thường con có tiền đâu con đi nhậu. Rồi vậy mày kêu tụi nó đi. Để con gọi điện thoại tụi nó nữa. Gọi đi. Sao? Tắt máy rồi phải không? Tao rành mấy cái chiêu này quá rồi. Tao đẻ ra tụi bay được. Đừng có hòng mày qua mặt tao. Mày liêu hồn mày đó. Không có bỏ chạy nghe mày. Sao nhục vậy mày? Không có tiền. Đi nhậu.
quá. Ồ. Vô mày ơi. Vô. Alo. Anh Cương hả? Anh có tiền không? Cho em mượn 300 ngàn em trả tiền nhậu ở quán chú Năm Hào anh. Dạ 300 anh. Dạ dạ, đem nhanh nhanh giùm em nha. Quán chú Năm Hào nha anh. Quay ngó chừng nó cho tao nha. Ok ông chủ. Để tụi nó cho con. Con không có thiếu chú ngàn nào đâu. 300 ngàn không có tiền mà đòi đi nhậu. Mày nhục hả? Mày nhục không? Mày thấy mặt tao có dày không? Quá là nhục. Đương nhiên là tao không đi nhậu rồi. Đúng là cái thằng về quê mà. Ôi mày. Nhục quá. Mày vui lắm hay tụi bay cười? Hả? Tao vui. Tao vui tao mới cười đó. Được không? Vậy là hai thằng mày vui không đúng chỗ rồi đó. Buồn đi, tao buồn đi. Kìa. Tao buồn luôn á mày. Trong hai tụi bay, lúc nãy thằng nào nói tao nhà quê, thằng nào nói tao nhục hả? Tao đó. Mày, mày. Tao sao? Cái gì mày? Má, mày đánh tao, mày đánh tao. Chết người. Bị cáo Trần Ngọc Quý, bị cáo hãy cho hội đồng xét xử biết vì sao bị cáo lại dùng dao đâm chết bị hại Lương Xuân Vinh. Dạ thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị hại đánh bị cáo nên bị cáo chỉ dùng dao để tự vệ thôi. Trong khi bị hại tay không cầm gì, đâu gây nguy hiểm gì mà bị cáo phải dùng dao tự vệ. Dạ thưa hội đồng xét xử, tại bị cáo biết bị cáo sai rồi. Tại vì lúc đó bị cáo có hơi men trong người, lại bị bị hại kích động, nên bị cáo bồng bột nên chỉ hành động. Bị cáo biết mình sai rồi. Bị cáo xin lỗi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, qua thẩm vấn và tranh luận công khai trong phiên tòa ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Ngọc Quý đối với bị hại Lương Xuân Vinh là tội giết người. Bị cáo đã dùng dao và đâm 4 nhát vào bụng, ngực của bị hại khiến cho bị hại chết ngay tại chỗ. Đây là hành vi mang tính chất côn đồ. Hành vi này gây nguy hiểm cho toàn xã hội nên cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa. Vì vậy, căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Trần Ngọc Quý 18 năm tù về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời người nhà của bị hại, bà Nguyễn Thanh Hiền đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà hãy cho hội đồng xét xử biết tính cách của bị hại Lương Xuân Vinh là như thế nào. Thưa hội đồng xét xử, con trai tôi, nó rất là có hiếu với tôi, nó thương tôi nhiều lắm. Ở nhà có hai mẹ con à, sống nương tựa thương yêu nhau, nó không có nề hà việc gì hết á. Dù có khó bao nhiêu ở nhà, nó là dành phần nó làm hết trơn á. Nó lên thành phố, nó làm. Ai kêu cái gì á, nó làm cái đó. Nó không có dám ăn xài gì hết á. Làm bao nhiêu tiền nó đều để dành, nó gửi về cho tôi.
biết con mình làm cực khổ. Tôi cũng xót lắm, không có dám xài cái gì hết á. Tôi để dành đó, để sau này cưới vợ cho nó. Xin bà hãy bình tĩnh, đừng quá xúc động. Bà có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử được hay không? Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Trần Ngọc Quý hay không? Thưa hội đồng xét xử, con tôi nó vắng sớm thì người sống làm khổ nhau chi nữa. Tôi xin hội đồng xét xử giảm án cho thằng Quý để nó có cơ hội làm lại cuộc đời. Má thằng Quý cũng giống như tôi mất con, bà ấy cũng phải nuôi con tù tội. Kính xin hội đồng xét xử giảm án hình cho thằng Quý. Mời bà ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo, bà Hồ Hoài Ngọc đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Trần Ngọc Quý hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, cho tôi được dập đầu tạ tội và cảm ơn bà Hiền đã tha thứ và xin tòa giảm án cho con trai tôi. Con trai tôi trẻ người nông dạ nông nổi, nó gây nên tội lỗi tày đình. Tôi biết là cháu có tội, con dại cãi mang. Tôi chỉ xin quý tòa xét cho cháu còn nhỏ tuổi mà giảm hình phạt cho cháu, để cháu sớm được ra tù mà có cơ hội tìm lại tương lai. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Trần Ngọc Quý, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết mình đã sai. Bị cáo đã gây lên một tội lỗi rất lớn đối với gia đình người bị hại. Bị cáo chỉ mong tòa giảm nhẹ án cho bị cáo, để bị cáo làm lại cuộc đời mới. Bị cáo hứa, bị cáo sẽ không bao giờ bồng bột như vậy nữa. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, diễn biến phiên tòa ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trần Ngọc Quý đối với bị hại Lương Xuân Vinh là hành vi giết người. Đây là hành vi mang tính chất côn đồ khi tuổi đời của bị cáo còn quá trẻ. Điều này gây nguy hiểm cho toàn xã hội nên cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên, bị cáo được phía gia đình bị hại xin giảm án và bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, áp dụng điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Quý 16 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa.
phía sau những giọt. Nhìn hai bà mẹ, người thì con chết, kẻ thì chứng kiến cảnh con vào tù với tội ác bồng bột. Không ít người phải ngậm ngùi thở dài bao tiếc nuối xót xa. Vốn dĩ bà Hiền cũng từng có một mái ấm nhỏ, nhưng vì cuộc sống quá cơ cực, người chồng đành lòng cắt đứt tình nghĩa, bỏ rơi hai mẹ con. Bà Hiền chỉ còn sót lại bên đời là Vinh, cậu là nguồn sống, là Thanh Vịnh lúc xế chiều. Giờ Thanh Vịnh ấy không còn, có lẽ quãng đời còn lại của bà Hiền sẽ gập ghềnh, chênh vênh hơn bao giờ hết. Giá như những thanh niên mới lớn như Quý bớt đi cái ngông cuồng của tuổi trẻ, biết kiềm chế sự nóng giận nhất thời để có hành động đúng đắn hơn, thì đâu đến nỗi người chết, kẻ vào tù, đẩy cha mẹ vào cơn bỉ cực. 16 năm chôn vùi thanh xuân trong ngục tù là cái giá cho sự nông nổi nhất thời. Chắc hẳn tới ngày thi hành án, em Quý mới thấm thía được cái giá của sự tự do là điều quý trọng biết bao. Lắng gì đâu mày ơi, ngộ đi hoài chán chết mày. Thì cứ từ từ lái ra cái đã, gác đợi tụi thằng Phương qua rồi đi qua 189 chơi. Cái gì? Sao tự nhiên hôm nay qua 189, hôm qua ba thiên đường á? Mày khùng hả? Bên đó mới bị càng xong á. Ờ ha. Qua 189 chơi cho lạnh. Với lại sao không, tao mới gọi cho mấy em hương xưa rồi. Quậy lúc xong á, tao mày qua bên đó chơi tăng ba, nặng nặng chút. Tao là tao nghe cái mùi tiệc thơm thơm ở đây rồi đó. Trời ơi, sao thơm mày. Dày dữ mày. Ngày hôm nay á, chơi kiểu nào cũng thắng, mày thấy không? À. Nè, thùng phá sảnh, sảnh rồng, rồi rồng cuộn, lia chia. Tụi thằng Sơn với ông Bắc hả? Cháy túi luôn. Mà ông Bắc không ngăn thằng Sơn lại, tao thiệt mày hả? Chiếc e thằng Sơn là nó bán luôn rồi. Thôi mày ơi, chơi chơi vừa vừa thôi. Tao thấy nhiêu đó tao mày đủ là lên nóc nhà bắt con gà. Vô. Vô. Nói nghe nè. Vậy bây giờ tao tính vậy được không? Vài bữa nữa tao với mày qua biên giới chơi, không đánh bài thì đi bar, massage, chơi gái tơ các kiểu. Sợ gì? Thôi bỏ đi. Mày nghĩ sao vậy? Sao? Tiền không có đi đâu ông nội. Than hoài vậy ba. Tao chán mày ghê á. Nhìn bộ dạng mày á, tỷ không có, chứ vài trăm chai rồi tao biết. Không có mới lạ. Thôi đi mày. Tiền nó tiền của dưỡng tao á, chứ tao làm gì có đủ số tiền đó mày. Mày làm như tao không biết gì đó. Biết gì? Không lẽ mày không giếm của ổng? Bậy à, bậy à. Tao thấy mày bậy rồi đó. Bạn bè nó thiệt đi. Bây giờ nè, sổ sách mày nóng hết. Bây giờ chỉ cần thay con số cho thôi. Đúng không? Bạn bè khai thật đi. Có không? Mày bắt tôi khai hoài luôn mày. Rồi khai rồi khai. Sao có không? Tao nói chung về bòn á, cũng một chút nghệ gì làm nghệ thuật. Nhưng mà tao bòn rất là ít. Bòn nhiều, không biết một cái là nghỉ việc luôn mày. Vậy cho tao. Trời đất ơi, mày thì làm như con chó vậy đó. Ê, ổng á thì ngồi ở trên xe nước, rồi thu tiền vô hoài hoài, đều đều, đúng không? Mày coi như là mày lấy tiền đó là mày lấy tiền công của mày đi, mắc gì sợ ổng, đúng không? Thiệt. Nghĩ mà cũng tức. Sao? Tao nói thiệt, bữa giờ tao chán làm với ổng lắm. Sao hả? Cực chẳng đã, không có việc làm. Ừ. Tao mới lên tao phụ ổng. Giờ tao mới được thảnh thơi một xíu, hoặc là được có chút tiền á, không như trước. Chứ nói thiệt mày, làm với ổng nản vô cùng nản luôn. Mày nghĩ sao? Sao? Giờ tao hỏi mày, giờ đi đòi tiền, thiếu tiền, tao là người đưa cái mặt của tao ra cho người ta chửi. Mày ngu, vậy thì nghĩ mẹ đi. Mắc mơ gì phải để cho người ta lên trên đầu mình, ngồi trên đầu mình, đúng không? Đó. Rồi tao nói mày nghe, bây giờ đi qua biên giới với tao, kiếm mối lái làm ăn bên đó, đem hàng lậu về đây bán, kiếm lời không? Quá lời luôn. Cái thằng có đầu như mày sợ gì chết đói, đúng không? Suy nghĩ đi, đúng không? (Cười)
Dạ thưa Dượng. Ờ, mới về hả con? Chú Danh qua chơi. Chào cháu. Dạ. Cuối tuần cũng làm việc hả con? Dạ, cũng gần hết quý rồi, cho nên là con làm luôn cho xong. Ông có con cháu nó ham làm quá. Ừ. Bao nhiêu việc á, nó ơn hết trơn. Thì mấy năm nay, nó về phụ quản lý sổ sách đại lý với tôi. Tôi khỏe, nhàn hẳn ra luôn. Chứ gì nữa? Mấy năm nay á, anh còn đi du lịch không mà. Để du lịch ở xa mới ghê. Thì già rồi, phải đi cho biết đó biết đây. Chứ mai mốt xuống rổ rồi thì tiếc. Ờ, vài bữa nữa chở hàng phân bón với thuốc trừ sâu qua nhà cho tôi. Vì bên đó cũng sắp hết hàng rồi. Ờ vậy hả? Ừ. Con coi ra kho kiểm hàng rồi chuyển hàng cho bác Xanh sớm đi nha. À dạ, bữa giờ tại vì hàng chưa về. Ngày mai hàng về là con chuyển qua liền. À dạ. Ngày mai á, con chở hàng qua rồi tính tiền bà xã chú luôn. Dạ rồi dạ. Thôi đi ông, trễ rồi, để mấy ổng réo bây giờ đó. À Dượng, Dượng cho con hỏi chút chuyện. Tính tiền bạc hả? À dạ không. Từ trước. À chờ chút. Sao, có chuyện gì? Dạ cái chuyện mà hôm bữa con hỏi mượn tiền Dượng á, để về cho mẹ ăn sửa nhà. Thì khi nào Dượng đưa cho con? À Dượng biết rồi. Nhưng mà bây giờ Dượng chuẩn bị đi du lịch, lu bu lắm, không có tính gì được hết. Ờ, để Dượng về rồi tính. Nhưng mà thế này, con làm sổ sách rồi kiểm kê là cho rõ ràng lại. Tháng tới là con út đẹp nó lên rồi đó, nó sẽ phụ con quản lý sổ sách. Bởi vì là con lu bu quá, con chỉ việc bây giờ là con chỉ việc đi kiểm hàng, đi giao hàng thôi. Con chuyện tiền đâu gì giao cho nó hết. Ủa nhưng mà sao con không nghe ai nói gì hết trơn con vậy? Thì giờ tao nói nè. Tại vậy bà cô của mày á, nói sổ sách thôi nhiều khi nó cứ rối tung lên hết. Sợ con lu bu nhiều việc quá, quản không có xuể. Thành ra đó mới nhờ thêm Út, kêu Út đẹp lên phụ con chuyện này. Nó mới học trường kế toán xong đó. Con cứ yên tâm, giao hết công chuyện cho nó. Thôi giờ tao đi, để trễ giờ rồi nha. Lộc ơi, Lộc, Lộc ơi, ơi đợi chút. Sĩ hả? Con nghe con. Về chở cô đi gọi đầu đi. Thôi con bận rồi. Chừng nào con mới về? Chưa biết nữa. Thôi được rồi, để tao nhờ thằng Beo. Nè, con tranh thủ gom hết tiền rồi tối về bàn giao lại cho cô nha. Cô đang coi lại sổ sách đây, thầy ghi tùm lum hết trơn á. Nhanh đi. Cái gì vậy? Mày làm gì mà lâu vậy? Ủa, sao mày đâu? Tao bán rồi. Cái gì? Mày định đi bụi hả? Bụi cái đầu của mày á. Tao qua đây kiếm mày, tao mày tới thiên đường ăn chơi. Biên giới hả? Chứ sao? Thì hôm ba có nói nha. Mày coi đi. Tiền đâu nhiều vậy? Mày không cần biết gì nữa. Mày nha, bạn bè bấy lâu nay có tiền mà giấu tao. Giờ đi luôn. Đi luôn chứ sao? Ok mày. Tới giờ sĩ nó cũng chưa về luôn hả chị? Chưa Dưỡng ơi, tôi lo quá à, không biết nó có bị gì không nữa. Bây giờ việc nó đang rối tung lên hết, tôi không biết làm sao đây. Dựng cứ bình tĩnh đi, để tôi liên lạc với bên ngoại coi làm sao. Biết đâu nó qua đó. Nói chung
anh chị làm sao kiếm thằng Sĩ nó về đây? Chị gặp nó thì cứ nói mang tiền về, cô với Dượng bỏ qua cho nó hết. Ai ấy, chứ thằng Sĩ nó không dám đâu. Dượng ơi, chắc có chuyện gì đó Dượng. Dượng cứ để tôi đi tìm nó cái đã. Tôi không cần biết. Anh chị làm sao kiếm mọi cách đưa nó về đây trả tiền cho tôi. Còn không tôi thưa ra công an đó. Mẹ anh Định. Gì đâu? Khỏi tìm nữa. Thằng Sĩ Dương Lộc á, qua biên giới đánh bài rồi. Sao không biết? Biết chứ. Bà Tư á, bà là bạn hàng của bà xã tôi. Tôi mới gặp ở đây nè. Bà nói á, thằng Sĩ á, từng rồi á, nó qua nhà, nó rủ con bà qua biên giới đó. Qua biên giới đánh bài. Trời ơi, cái đàn ông của tôi mấy trăm triệu đồng đó không? Vậy hả? Ừ. Bị cáo Đinh Văn Sĩ, theo bản cáo trạng, số tiền mà bị cáo chiếm được là 700 triệu đồng, đúng hay không? Dạ đúng, thưa hội đồng xét xử. Vậy thì bị cáo sử dụng số tiền đó vào việc gì? Dạ thưa hội đồng xét xử, phần lớn bị cáo dùng số tiền đó để đánh bạc, ăn chơi ở những tụ điểm thâu đêm bên biên giới và tiêu xài cá nhân. Bị cáo còn trẻ, được Dượng rể tạo cho công ăn việc làm ổn định, tại sao không biết mang ơn mà lợi dụng lòng tin để mà chiếm đoạt tài sản của bị hại? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo cảm thấy làm việc cho Dượng Thịnh quá vất vả mà tiền công lại không có bao nhiêu, cho nên bị cáo mới lấy một ít tiền để qua biên giới làm ăn đổi đời. Vậy thì bị cáo có đổi đời chưa? Hay là nó nướng tiền vào sòng bạc? Bị cáo có biết những suy nghĩ của bị cáo rất đơn giản là lấy tiền đi chơi, thỏa mãn tính ngông cuồng của mình. Nhưng đằng sau đó, gia đình của bị cáo đã gánh chịu như thế nào? Cha mẹ bị cáo phải đi vay mượn tiền, cầm cố nhà cửa, trả nợ cho bị hại. Chẳng những hành vi này của bị cáo làm ảnh hưởng tới gia đình, mà còn ảnh hưởng đến chính tương lai của bị cáo nữa đó. Bị cáo phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật để trả giá cho những hành vi sai trái của mình. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Văn Sĩ là mang tính chất là nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến an toàn và trật tự của xã hội, nên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Sĩ mức án 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo, bà Vũ Thị Ánh đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Đinh Văn Sĩ hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi thật không ngờ Sĩ nó lại dại dột, suy nghĩ nông cạn như vậy. Hành động của nó đã làm cho tôi thật xấu hổ và ai nay với bên bị hại. Con giải cái mang, gia đình của tôi cũng đã bồi hoàn đầy đủ số tiền nó chiếm đoạt của bị hại. Kính xin quý tòa rộng lòng giảm án cho cháu để nó có cơ hội quay về sum họp với gia đình. Mời bà ngồi xuống. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Văn Sĩ là rất nghiêm trọng. Dù đã bồi thường thiệt hại đầy đủ, nhưng vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật làm gương cho những người khác, nên áp dụng điều 140 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Sĩ mức án 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ước mơ đổi đời từ những trận đỏ đen chưa bao giờ thành hiện thực. Vậy mà bao nhiêu người vẫn cứ lao đầu vào những ván cờ đen đỏ ấy,
trong đó có bị cáo Sĩ. Hành vi trộm tiền của người dượng đã nâng đỡ mình trong lúc khó khăn, khiến Sĩ phải đối mặt với 7 năm tù đăng đẳng. Về lý, Sĩ đã phạm pháp. Về tình, Sĩ đã vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ân. Dẫu vậy, vẫn mong Sĩ tu tâm cải tạo tốt để sớm hoàn lương. Bị hại Phạm Văn An đều đã có một lần kết hôn, và hai người mỗi người đã có một đứa con riêng, đúng không? Dạ đúng ạ. Trong thời gian chung sống với nhau, giữa hai người có mâu thuẫn gì hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, chuyện vợ chồng sống với nhau xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường, nhưng hầu như là chuyện vặt vãnh. Chỉ có chuyện phân biệt con anh qua tôi thì vợ chồng bị cáo mới gây lộn với nhau ạ. Cụ thể là việc đó như thế nào? Dạ thưa, con riêng của bị hại thường ị lớn, ăn hiếp con riêng của bị cáo. Nhiều lần bị cáo đã la mắng, nhưng mà bé Hồng vẫn không thay đổi. Bị hại biết chuyện đó, nhưng vẫn bên con của mình, bất kể đúng hay sai, dẫn đến gây ra mâu thuẫn á. Ngoài chuyện con chung con riêng ra, thì giữa bị cáo và bị hại thường xuyên cãi vã nhau về vấn đề tiền bạc nữa, đúng hay không? Dạ đúng ạ. Ban đầu anh An cũng lo làm ăn, nhưng một thời gian lại đổ đốn. Tất cả mọi việc trong gia đình đều một tay bị cáo lo hết. Anh An chỉ biết đi nhậu thôi ạ. Cũng chính vì mâu thuẫn đó mà bị cáo ra tay giết bị hại, đúng hay không? Dạ thưa, dạ thưa hội đồng xét xử, ngày hôm đó trong lúc tức giận vì con của bị hại đánh con của bị cáo, nên bị cáo đã dẫn con của mình đến nhà bà nội. Đến đó thì bị cáo gặp anh An. Lúc đó anh tỉnh về, anh đã đánh bị cáo. Trong lúc tức giận nên bị cáo mới làm vậy. Trước khi lấy nhau, bị cáo và bị hại có nghĩ tới chuyện lo lắng về cuộc sống chung, cùng gánh vác gia đình, chăm sóc con cái của nhau không? Dạ có. Lúc các con của bị cáo và bị hại còn nhỏ thì mọi chuyện nó đơn giản, nhưng khi các con lớn lên thì mới nảy sinh những mâu thuẫn. Theo bản cáo trạng, bị cáo cảm thấy con riêng của mình bị chồng đối xử không công bằng như với bé Hồng, có phải vậy không? Dạ đúng ạ. Vậy còn bị cáo? Bị cáo cảm thấy mình có đối xử với con riêng của chồng như thế nào? Bị cáo có thực sự yêu thương chăm sóc con riêng của chồng như con ruột của mình hay không? Dạ, dạ có. Bị cáo cũng thương con của chồng. Bị cáo có chăm sóc con riêng của bị hại, nhưng thực sự bị cáo vẫn thương con của bị cáo nhiều hơn ạ. Một khi bị cáo đã quyết định gá nghĩa cùng chồng thì phải xem con của chồng như là con ruột của mình. Sao lại giữ suy nghĩ phân biệt con anh con tôi rồi làm tổn hại đến các bé? Bị cáo cũng là người làm mẹ, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết trong êm đẹp. Nhưng bị cáo bảo thủ ý kiến mới gây ra thảm án cho chồng. Hành vi của bị cáo cần phải bị sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật để làm gương cho người khác. Mời vị đại diện Viện Kiểm sát. Thưa đồng xét xử, Viện Kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Trinh mang tính chất là côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà ra tay sát hại người khác. Nhưng xét thấy bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại gây ra. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh bị khó khăn. Còn có hai con nhỏ của bị cáo và bị hại cần phải chăm sóc. Nên Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trinh mức án 8 năm tù về tội giết người. Mời vị đại diện Viện Kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị hại, bà Hồ Thị Vinh, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng luận tội của Viện Kiểm sát dành cho bị cáo Nguyễn Thị Trinh hay không? Thưa hội đồng xét xử, chuyện con dâu tôi giết con trai tôi trong lúc nóng giận, tôi vô cùng đau xót.
Vì sự thật chuyện cũng không có gì, chỉ là do các cháu nhỏ đùa giỡn với nhau rồi va chạm với nhau thôi. Nhưng cũng chính chuyện này đã dẫn đến cái chết của con trai tôi. Tôi rất giận bị cáo. Nhưng vì hai cháu bé Hồng và bé Châu nó còn nhỏ quá, mà tôi thì cũng đã già rồi, khó mà chăm sóc các cháu được. Cho nên tôi cầu xin hội đồng xét xử hãy giảm nhẹ tội cho bị cáo, để bị cáo sớm được trở về mà lo cho các cháu. Mời bà ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo Nguyễn Thị Trinh là ông Nguyễn Văn Cần đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Nguyễn Thị Trinh hay không? Thưa hội đồng xét xử, vì con gái tôi mất chồng sớm nên khi thấy nó tái giá với bị hại, tôi rất vui mừng vì con gái và cháu ngoại của mình có chỗ nương tựa. Không ngờ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng chăm lo cho con cái mà hai vợ chồng nó đến xung đột, đến nỗi gây ra án mạng như bây giờ. Tôi rất đau lòng. Tôi cũng xin lỗi gia đình bị hại. Tôi cũng mong tòa án xem xét giảm án để con tôi sớm được trở về gia đình chăm sóc cho hai con của nó. Mời ông ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Thị Trinh, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, thực sự bị cáo rất là ân hận về cái hành động của mình. Chỉ vì một phút nóng giận mà bị cáo đã lấy đi tính mạng của chồng mình. Xin hội đồng xét xử giảm án để bị cáo còn về chăm sóc hai đứa con. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Trinh là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà giết chết người khác. Nhưng xét thấy bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi sai trái pháp luật của bị hại gây ra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn và việc con của bị cáo lẫn bị hại đều còn nhỏ, cần có người chăm sóc cũng là tình tiết để tòa xem xét giảm nhẹ án, nên áp dụng điều 93, điều 46, điều 47 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trinh mức án 8 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Cái chết thảm thương của người chồng dưới lưỡi dao oan nghiệt trong phút nóng giận của cô vợ đã đẩy cả gia đình họ vào cảnh tang thương. Hai đứa trẻ phút chốc bơ vơ, làm sao chúng có thể lớn khôn như bao đứa trẻ khác khi mồ côi cha mẹ lại vướng vòng lao lý? Đó là điều mà tôi trăn trở khi dự kháng phiên tòa ngày hôm nay. Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang. Phía sau anh nè. Anh tới đây làm gì? Mấy bữa nay anh nhớ em quá, anh đến gặp em. Anh về đi, tôi không có muốn nhìn mặt anh ha. Anh có mua quà cho em nè. Mấy bữa nay nhớ quá trời luôn, không gặp mấy bữa. Anh nghĩ em mặc cái áo đầm này vô đẹp lắm á, thử đi. Chứ không phải là anh mua cho con nhỏ nào đó, sao mà nó không nhận, cái anh mang qua nhà tôi anh quăng đây hả? Làm gì có, anh là chỉ có một mình em thôi. Về nhà sống với anh đi, nha. Ủa mắc cười quá à, đuổi người ta đi cho đã, xong rồi giờ kêu về nhà làm gì? Rồi rồi, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi nha. Ủa xin lỗi khơi khơi vậy thôi hả? Không có gì hết trơn hả?
Đó thì anh mua cho em cái đầm nè. Đầm đẹp lắm á. Nhưng mà tôi thích cái khác. Xe phải không? Xe thì em để từ từ đi. Để anh đầu tư mở cái quán xong á, rồi anh mới mua cho em được. Chứ bây giờ đâu có đủ khả năng đâu. Không có khả năng, không có khả năng. Tôi nói thiệt chứ, cái phần tiền mà anh mua xe cho tôi á, nó chỉ bằng một số lẻ trong cái phần tiền đầu tư kinh doanh của anh thôi à. Em cũng biết á, là anh dồn hết tiền vào đầu tư cái quán để lo cho tương lai của hai đứa mình, chứ đâu phải một mình anh đâu, đúng không? Cái xe á thì mình có thể mua sao, chứ đâu có mất đi đâu đâu mà em sợ. Mệt quá, mua sao rồi chừng nào mới mua, chắc tôi chết tôi cũng chưa có được chiếc xe luôn á. Mệt quá, anh về giùm cái đi. Em đừng có quá đáng nha, vừa vừa phải phải thôi chứ. Mắc gì quá đáng, có gì đâu quá đáng. Anh về giùm tôi đi, tôi không có tiếp anh, về đi. Em vừa vừa phải phải thôi nha, nãy giờ tôi nhịn em đủ rồi đó. Anh mắc cười quá à, mắc gì anh nhịn tôi, ai muốn anh nhịn tôi. Vậy anh không nhịn anh làm gì tôi, đánh tôi hả? Nè đánh đi. Tôi không cần biết, bây giờ em trả tôi 160 triệu đi, trả đây. Tiền gì, tự nhiên khi không khi tôi trả tiền cho anh, hùng hả? Cô vừa phải thôi, cô mượn tiền của tôi ăn chơi, mua đồ cho đã rồi, bây giờ cô nói ngang hả? Ủa, ai biểu ông ngu, ông đưa tiền cho tôi làm chi? Cô được lắm, cuối tuần này á, cô phải trả tiền cho tôi, nếu không á, cô họp vô đi. Nè, đừng có mặc hù con này nha, cái đồ đàn ông ngu, bỏ tiền cho gác rồi bây giờ đợi lại. Có ngon á thì đánh chết tôi đi. Sao, có chuyện gì nói nghe nè. Đàn ông ai cũng khốn nạn hết á. Ê, đụng chạm tự ái à. Mắc gì tự ái, anh cũng vậy thôi, đàn ông ai cũng vậy hết á. Cũng vậy là sao em? Em qua đũa cái nắm gì đâu có được. Anh nói em nghe nè, anh thương em, anh lúc nào cũng chiều chuộng em hết, cưng em. Nhưng mà đừng cái anh không có tiền cho nên em mới bỏ anh thôi. Ôi trời ơi, em muốn có tiền, em muốn mở shop, làm sao mà có tiền đây trời. Có tiền làm sao hả? Anh có cách này, hay là em mua tiền của thằng cha đó cho em mở shop kinh doanh. Nhưng mà nó đổi tính rồi, khó lắm. Đổi tính mà nó còn thương em không? Con nó được rồi, lần trước nó đưa cho em 160 triệu là anh biết cái thằng đó nó vừa sĩ diện mà vừa hảo ngọt. Bây giờ ha, em về em nhõng nhẽo với nó, ổng a ổng ẹo với nó một chút, cỡ nào nó cũng cho em hết, hiểu không? Anh thấy được không? Được sao không được. Nhưng mà em đừng có xin tiền mua xe, em phải xin tiền cho gia đình, nói là cho ba má dưới quê thì nó mới thương, nó mới cho em chứ, đúng không? Hiểu không? Nè, em á, nó kìm lại cái tính đó, ngang bướng của em đi thì nó mới thương, nó mới cho nhiều tiền, biết chưa? Em, ủa, tôi nhờ anh xếp giùm tôi đồ vô vali mà, sống làm kỳ này tôi nói tôi đi thì tôi đi thiệt đó nha. Em đi đâu thì kệ tôi, không liên quan tới anh. Bộ em còn giận anh nữa hả? Thôi, người dư nước lã, hơi đâu giận hờn làm gì, chỉ khổ thân mình thôi à, chứ người ta đâu có quan tâm gì tới mình đâu. Thôi đừng có giận anh nữa, anh xin lỗi mà. Bộ còn giận anh vụ mua xe hả? Anh có biết á, là thời gian qua không gặp anh á, người ta buồn lắm không, khóc nhiều lắm luôn á. Mà bây giờ em không có cần mua xe nữa. Ủa sao vậy? Thì ở dưới quê gọi điện lên nói là nhà dột quá trời luôn mà không có lợp lại được, ba má không có tiền, không lẽ em sống sung sướng vậy coi sao được anh. Thôi được rồi, để ngày mai á anh đưa cho em 20 triệu em chuyển về cho mẹ em để mẹ em lợp nhà, được chưa?
Dạ thôi, anh cứ giữ tiền của anh đi, em không có dám xài tiền của anh đâu. Để em ráng làm, em kiếm tiền cho đủ 50 triệu, em lợp lại nhà cho má em, chứ 20 triệu đâu có xi nhê gì. Trời ơi, thôi được rồi, anh biết rồi. Ngày mai anh ra ngân hàng, anh rút 20 triệu đưa cho em trước. Rồi 30 triệu còn lại, tuần sau anh sẽ đưa cho em. Hiện giờ anh cũng đang kẹt tiền lắm. Anh sẽ cố gắng nha. Được chưa? Ừ. Ngoan nha. Nhưng mà anh nói cho nghe nè, cái chuyện mua xe á là mình phải tạm gác lại, để anh dùng tiền cho mẹ em sửa nhà. Rồi sau này á có dư giả thì mình sẽ mua xe. Mệt quá à. Anh muốn em giận anh không? Em đã nói là không có cần mua xe mà. Thôi rồi, không mua xe anh biết rồi. Thôi giờ em đói bụng quá à. Em vô thay đồ xong rồi anh chở em đi ăn nha. Ừ. Chứ mấy bữa nay á không gặp nhau á, người ta không có muốn ăn uống gì hết trơn á. Ừ, anh biết rồi, vậy vô thay đồ đi. Mà có gì ra anh chở em đi ăn. Dạ. Em xong rồi. Ủa anh làm gì vậy? Sao lấy điện thoại em? Đồ khốn nạn. Tụi mày, mày dám lừa tao. Tao cho mày sống để mày trả nợ cho tao 160 triệu. 160 triệu đó, nhớ chưa? Trời ơi, thằng khốn nạn nó đánh em nữa hả? Phải của anh ở đó là bẻ cổ rồi đó. Hay quá ha, chỉ được có cái to mồm thôi à. Em nói làm như anh hèn nhát lắm vậy. Hay lắm. Hai đứa bay đều ở đây. Mày gì? Dạ dạ. Mày xuống nó moi tiền tao phải không? Dạ dạ. Em đâu có xuống nó moi tiền gì của anh đâu. Chuyện này có hai người tự giải quyết đi, em không biết gì hết á. Tao không ngờ tao chu cấp tiền bạc cho mày rồi mày thông đồng với nó đâm sau lưng tao. Ủa mày nói mà mày không biết suy nghĩ hả? Tao hỏi mày, giọng cái thứ đàn ông lấy tiền cho gái xong rồi đi đòi lại, mày có thấy mày hèn không? Tao không nói lý với lại đàn bà như mày. Tao hỏi mày, mày có trả tiền cho tao không? Tao không trả. Mày làm gì nữa coi? Đánh hả? Đánh đi. Tao hỏi mày lần cuối, mày có trả tiền cho tao không? Tao không trả. Bằng chứng đâu mày nói tao thiếu tiền mày. Bây giờ mày biến khỏi nhà tao mau. Biến. Bị cáo Phan Quốc Thuận, hãy cho biết mối quan hệ của bị cáo với bị hại Lưu Thu Huệ. Dạ, thưa hội đồng xét xử, bị cáo và Huệ có mối quan hệ tình cảm và chung sống với nhau được 2 năm như vợ chồng. Sống chung như vợ chồng, vậy thì tại sao bị cáo lại nhận tâm giết người yêu mình là Lưu Thu Huệ? Thưa hội đồng xét xử, thực ra Huệ
chỉ lợi dụng tiền bạc bị cáo. Đã vậy cô ấy còn lăng mạ, còn xúc phạm bị cáo. Trong lúc bị kích động, bị cáo không làm chủ được bản thân. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình. Hối hận thì tại sao sau khi gây án, bị cáo không ra đầu thú mà vẫn tỉnh táo tìm đường chạy trốn pháp luật 2 năm cho đến ngày bị bắt? Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét hết diễn biến vụ án cũng như phiên tòa xét xử ngày hôm nay, đại diện viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phan Quốc Thuận đối với bị hại Lưu Thu Huệ là vô cùng tàn ác. Sau khi gây án, Thuận vẫn bình tĩnh đi đến trung tâm y tế băng bó vết thương ở tay, rồi tìm đường vượt biên bỏ trốn. Tất cả điều đó thể hiện hành vi không ăn năn hối lỗi, quyết trốn tránh pháp luật đến cùng, cần xử lý nghiêm. Nhưng do gia đình có công với cách mạng, khi bị bắt khai báo thành khẩn, không vòng vo, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Hơn nữa, xét thấy bị hại Lưu Thu Huệ cũng có lỗi lầm do lối sống buông thả, lợi dụng tình cảm của bị hại, đây cũng chính là một phần nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Dựa vào điều 103 Bộ luật Hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân cho tội giết người và bồi thường cho gia đình người bị hại 140 triệu đồng. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Hồ Thị Thắm đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về mức án viện kiểm sát đề nghị không? Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi vụ án diễn ra thì tôi mới biết được là cuộc sống của con gái của tôi nó sai lầm ra sao. Tôi đau lòng lắm, không có đêm nào mà tôi ngủ được hết. Một phần á thì tôi còn thương nhớ con mình, còn một phần nữa là tôi tự trách bản thân của mình là không biết dạy bảo con mình nó nên người, cho nên nó mới... Nhưng mà tôi biết trong cái vụ này là con tôi nó cũng có lỗi, cho nên là với cái mức án đó tôi không có ý kiến gì hết. Tôi chỉ xin là pháp luật phải thật công bằng, đúng người, đúng tội. Hội đồng xét xử sẽ xem xét yêu cầu của bà dựa trên cơ sở đúng người, đúng tội. Mời bà ngồi xuống. Dạ, cảm ơn. Mời ông Phan Quốc Thái đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo trốn truy nã 2 năm. Trong 2 năm đó ông có biết gì về tung tích của con trai mình không? Thưa hội đồng xét xử, ngày nó gây án, nó có điện thoại gọi nói với tôi là: ba ơi, con xin lỗi, con đã gây ra lỗi lớn rồi. Sau đó nó cúp máy. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì sau đó được tin báo đài đăng là con trai tôi nó đã giết người yêu và bị truy nã, cho đến ngày nó bị bắt và áp giải về nước thì mới gặp mặt lại. Thưa hội đồng xét xử, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình của nạn nhân. Trong 2 năm qua, gia đình chúng tôi cũng đã cố gắng bồi thường cho người nhà bị hại, chỉ mong muốn bù đắp phần nào tội lỗi mà con trai của tôi đã gây ra. Về phần bản án, là người làm cha, tôi xin pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ mức án để cho con trai của tôi có thể sớm trở về, còn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Mời ông ngồi xuống. Bị cáo Phan Quốc Thuận, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã biết lỗi lầm của mình và bị cáo rất hối hận. Gia đình của bị cáo cũng đã bồi thường cho người nhà của nạn nhân, nhưng còn số tiền 160 triệu mà bị hại đã mượn bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giùm bị cáo. Hội đồng xét xử sẽ xem xét yêu cầu của bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phần tranh luận tại phiên tòa diễn ra ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phan Quốc Thuận đối với bị hại Lưu Thu Huệ là hết sức dã man, mang tính côn đồ. Sau khi giết người, bị cáo không tỏ ra hoảng sợ hay ăn năn hối cải, mà bình tĩnh chạy trốn pháp luật đến 2 năm. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, đã thành khẩn khai báo và gia đình có công với cách mạng, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ điều 93 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Thuận tù chung thân về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 140 triệu đồng, còn với khoản nợ 160 triệu do không có chứng cứ nên hội đồng xét xử không xem xét. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Cuối cùng, sau 2 năm lẩn trốn pháp luật, lẩn trốn chính tội ác của mình, hung thủ cũng đã bị bắt. Quả là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Với bản án chung thân do hội đồng xét xử tuyên phạt, phần nào an ủi cho vong linh người đã khuất, vụ án hôm nay còn như hồi chuông cảnh tỉnh với những ai đang có mối quan hệ yêu đương không lành mạnh khi có quá nhiều yêu cầu thực dụng. Bị cáo đúng là quá tàn ác, quá ngông cuồng, nhưng bị hại cũng có phần lỗi trong chính cái chết của mình. Nếu như cô bớt đi ham muốn vật chất cá nhân, có chính kiến riêng trong cuộc sống, thì hệ lụy đau lòng đã không xảy ra. Ủa em, giờ này chưa đón con bên nội nữa, còn ngồi làm gì vậy? Thì em làm công chuyện chút thôi mà, có gì đâu. Cái gì vậy? Lại đánh đề nữa sao vậy? Đề đâu mà đề, em đang coi lại cái hướng nhà mình mà, tính sửa lại phòng khách một chút đó mà. Phòng khách đó, em bị sao vậy? Phòng khách mình hướng nắng đẹp như vậy, con muốn sửa gì nữa, tiền đâu sửa. Rồi bữa trước cô giáo mới hỏi tiền học của con kìa. Tiền học của con á thì từ từ đóng, thay đổi phong thủy á thì mới mần ăn được, mà mần ăn được á thì mới có tiền lo cho con. Anh có hiểu không? Em, kiếm việc nào đi làm đi, đừng có mê tín rồi qua chỗ nhà bà Lý đánh đề. Bây giờ anh phải lo đi làm cho con ăn học, không có tiền sửa nhà đâu. Em qua bên nhà bà Lý em đâu có đề đớm gì đâu. Em qua nhà bà làm chị học hỏi cách thờ cúng ông bà tổ tiên vậy thôi, để xin lọc ông bà để về cho nhà mình mần ăn được á mà. Ủa, bữa trước bà nói bà nợ tiền em, giờ nợ bao nhiêu rồi? Cái chuyện đó là chuyện của em. Anh quan tâm làm gì? Kì, 7 triệu 2 hả? Không có tiền đóng học cho con mà cho người ta mượn hơn 7 triệu. Cái tiền này tiền nợ cũ thôi, chứ em đâu đánh đề đớm gì nữa đâu. Chị, anh thấy không, em chỉ nè, em muốn sửa nhà lại thôi chứ không có gì hết á. Nè nè, dẹp cái chuyện sửa nhà đi nha, bây giờ tôi muốn làm rõ cái chuyện tiền bạc nè. Chuyện của em không liên quan tới anh. Nè nè, tôi nói nha, lại đánh đề lại thua nữa đúng không? Đánh nữa hả? Ly dị. Nè em, con đi đâu đó? Em nói em không có đánh đề nữa. Nè, đón con đi chứ. Em bận á, đi về trễ nữa, anh đón con đi. Nè, không có qua nhà bà Lý đi nha. Qua nữa là ly dị á nha, tôi không có đùa đâu. Chị coi sổ số chiều nay chưa? Rất quốc nữa rồi. Tại xui thôi. Xui xẻo gì, lần nào cũng vậy hết, xui với xẻo. Nè, nhưng mà chị chắc chắn lần này sẽ trúng. Thôi đi, lần nào chị cũng nói câu đó hết á, nghe đi quen không? Lần này á là được cụ tổ báo mộng luôn đó. Có ai được giống vậy không? Mà không tin. Nếu không tin nó thì thôi, qua đây làm chi? Mà số mấy vậy chị? Nè, lần này á, cụ tổ kêu á là phải đánh lớn mới được đó nha. Lớn là nhiêu? Một con, 1 triệu. 1 triệu? Một triệu. Sao?
dám chơi không? Nhưng mà giờ tiền đâu đóng, hay là chị đưa tiền cho em đi, rồi em đi ghi cho. Tiền nợ mà nhắc hoài, mất tiền. Mà nè, em có mượn ai được không? Mượn đi, để bỏ lần này á là hối hận cả đời đó. Có mượn được ai đâu, mà số tổ cho thì nhận. Mà chị ghi số ra giấy đi cho nó chắc, rồi em đem qua chỗ mà ghi đề á, em sẽ ghi nợ. Nhưng mà lãi bên đó nặng quá chị. Có cái lãi còn con mà em cũng lo nữa, sao bằng cái số mà mình trúng. Em cứ nghĩ tới cái thiệt trước mắt mà không nghĩ tới cái lợi lâu dài. Lợi đâu thì chưa có thấy. Em thấy em ghi nợ giùm chị bên đó hả, cả chục triệu hơn rồi đó, chưa tính tiền lãi nữa. Tính vô chắc mười mấy triệu. Biết rồi, nói hoài à. Nè, chuẩn bị tinh thần đi, để ngày mai á ôm một cục tiền trời cho. Sướng quá phát điên là mệt lắm đó nha. Con Hơ đâu rồi? Con Hơ đâu rồi? À, chị. Gọi điện này không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời nữa. Làm sao? Định trốn nợ hả? Dạ không phải đâu chị, tại vì em đang làm lu bu công chuyện á. Cái chị điện em không có để ý. Mà sao chị biết nhà em qua đây hay vậy? Cái chuyện đó không cần phải biết. Bây giờ tóm lại nè, cái số tiền ghi đề á, chừng nào trả đây? Dạ chị ơi, từ từ em... Anh... Em còn giấu cái chuyện em ghi đề đúng không? Dạ không có, em muốn ghi đề. Chị, có gì cầm tiền qua cho nha. Bây giờ sao? Em nói đi. Có nói không? Dạ không có, em không có cái gì đâu anh. Đâu mà ra nữa. Ghi đề dồn cả năm lại nó ra chứ đâu. Tôi nói cho mấy người biết nha, hôm nay tôi qua là tôi nói chuyện đàng hoàng, để mong mà có cái hẹn á tử tế đã ha. Chứ ngày mai mà qua mà không có tiền mà trả nợ cho tôi ha, thì tôi không có lịch sự nữa đâu đó. Em nói đi, em nợ người ta bao nhiêu rồi? Em tự lo được mà, mệt quá anh đừng có nói nữa. Nè, em tự lo được mà người ta tới đòi tận nhà hả? Nè, em không coi những lời nói của anh ra gì hết. Ly dị đi. Anh ơi, anh. Alo. Chị hả? Chị đang ở đâu vậy? Chị đang ở nhà. Vậy em chút xíu qua chị liền nha. Ừ, mà nhớ đem theo chai tinh dầu qua massage cho chị nha. Vì bà mà tôi nợ ngập đầu, chồng thì đòi ly dị, hỏi tới thì bà không biết. Để một mình tôi gánh hết chứ gì. Được, xíu nữa tôi qua bà. Bà còn vậy nữa thì đừng có trách tôi. Lúc chiều trật rồi á, em dồn hết đánh luôn đài buổi tối luôn rồi đó nha. Biết rồi. À, tại lúc mà em đi ghi rồi á, chị mới sực nhớ cụ tổ đây là cụ tổ miền Bắc. Trời ơi, chị làm vậy là chết em rồi. Bà lo gì, tối nay chắc chắn trúng, yên tâm đi. Chắc trúng không đó? Chắc mà. Mà lỡ không trúng rồi sao? Nè, phải tin cụ tổ chứ. Không có được như vậy chưa? Chị á, lúc nào nó cũng không tiền á, vàng đeo cỡ đó đó. Cái này á, là dành dụm cả đời á mới có được đó em.
Chị ơi, tối nay nó sổ á, trật hay trúng gì á, chị cũng trả tiền giùm em nha. Sao nhắc hoài vậy? Biết rồi, yên tâm đi, tối nay sẽ trúng mà. Trời ơi, cái gì vậy? Làm hết hồn à. Cái số chị nó tổ cho nè, trật rồi đó. Bây giờ chị tính sao? Ai biết. Trời đất ơi, chị trả tiền cho tôi đi chứ. Không có, cái gì mà trả. Không có thì lấy cái này trả. Nè, chị không có phiêu cưng theo chị ha. Tự cưng qua đây xin số ha. Thắng ăn, thua thì đáng mà chịu chứ. Bây giờ tôi nói chuyện sao? Cái gì vậy? Chị đáp tiền cho tôi không? Trời, bữa nay đem dao qua đây nữa hả? Nè, tao không có trả. Mày đâm được thì mày đâm đi. Bây giờ tôi nói tiền là chị trả cho tôi không? Mày đâm đi. Mày nhất quyết chị không trả đúng không? Không trả. Bây giờ chị trả. Bị cáo Trương Thị Hường, bị cáo hãy cho biết mối quan hệ của bị cáo và bị hại là chị Trần Thị Lý. Dạ, thưa hội đồng xét xử, bị cáo và chị Lý không có mối quan hệ nào hết hả? Không có mối quan hệ gì thì tại sao bị cáo lại ra tay giết người? Dạ, thưa hội đồng xét xử, chị Lý vốn là thầy bói hay cho bị cáo số đề để quýnh, rồi nhờ bị cáo quýnh giùm luôn, nhưng mà không có đưa tiền. Rồi bị cáo phải đi mượn tiền của thầu đề để ghi giùm chị, rồi chờ chị trả tiền rồi mới thanh toán lại cho bên ghi đề. Nhiều lần bị cáo tới gặp chị Lý đòi tiền nhưng mà chị Lý không có trả. Rồi lớp bị chồng đòi ly dị nên bị cáo cũng đã tới nhà chị vài lần để yêu cầu chị trả tiền mà chị đã mượn. Nhưng mà chị nói là chị không có tiền, mà trên người đeo rất là nhiều trang sức có giá trị nên bị cáo mới làm liều. Bị cáo có ý định giết bị hại từ khi nào? Dạ, thưa hội đồng xét xử, bị cáo không có ý định giết chị Lý, mà chỉ là hù dọa chị Lý để chị Lý trả tiền lại số tiền mà chị Lý đã mượn của bị cáo thôi. Vậy bị cáo lý giải như thế nào về hành động quay đầu xe ra phía ngoài cổng để dễ bề chạy trốn và chuẩn bị trước con dao hung khí trong người? Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án qua phần thẩm vấn tranh luận công khai tại phiên tòa diễn ra ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trương Thị Hường đối với bị hại Trần Thị Lý là cố ý giết người. Với ý thức được chuẩn bị từ trước, bị cáo đã bình tĩnh từng bước thực hiện hành vi của mình, đó là xoay đầu chiếc xe ra cổng để nhanh chóng chạy trốn, thủ sẵn con dao Thái Lan trong người nhằm có hung khí gây án. Sau khi đâm bị hại 15 nhát, bị cáo đã lấy tài sản của bị hại rồi bình tĩnh đi tắm rửa xóa sạch dấu vết. Khi bị bắt thì quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, phía bị hại cũng có lỗi khi lợi dụng lòng tin để vụ lợi, không có trách nhiệm đối với khoản tiền nợ của mình, đó là tình tiết cần xem xét. Căn cứ vào điều 93 và điều 133 Bộ luật Hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân cho bị cáo. Ngoài ra, đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường 120 triệu tiền tổn thất tinh thần cho phía bị hại và 45 triệu tiền cấp dưỡng cho con trai bị hại đến khi đủ 18 tuổi. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Võ Hoàng Yến, mẹ của bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử.
Bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát đưa ra không? Dạ thưa hội đồng xét xử, giờ thì con tôi cũng đã chết rồi, nhưng chỉ thương cháu á, mất cha, bây giờ mồ côi luôn mẹ. Nhưng mà nghĩ cũng thương cho gia đình bị hại, một phần á là cũng do lỗi lầm của con tôi gây ra. Thưa hội đồng xét xử, xử công bằng vì đúng tội. Mời bà ngồi xuống. Mời anh Hoàng Văn Thái, chồng của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi hội đồng xét xử. Anh có biết mâu thuẫn của vợ mình với bị hại là chuyện lý hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi biết Hường thường xuyên qua chỗ chị Lý để hỏi số đề, rồi đánh đề dùm chị Lý theo cách là nếu mà trúng thì trả nợ, còn thua thì thiếu tiền. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy trúng. Vậy biết vợ ham mê số đề, anh có ngăn cản hay không? Dạ thưa có, rất là nhiều lần. Thậm chí là tôi yêu cầu ly dị, nhưng mà chứng nào tật đó. Bây giờ xảy ra nông nổi này. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát hay không? Thưa hội đồng xét xử, khoản tiền bồi thường thì gia đình tôi sẽ cố gắng để mà hoàn thành trách nhiệm. Còn bản án chung thân thì Hường cũng vì bị kích động rồi mới gây án. Mong hội đồng xét xử giảm án cho Hường để Hường sớm về cùng với gia đình, cùng với con ạ. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Trương Thị Hường, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước hội đồng xét xử và nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, chỉ vì đam mê lô đề mà dẫn đến hậu quả như thế này, bị cáo chỉ mong pháp luật xem xét cho bị cáo sớm chuộc lại lỗi lầm của mình thôi. Bây giờ hội đồng xét xử và nghị án giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trương Thị Hường là coi thường pháp luật. Sau khi giết chết chị Trần Thị Lý, bị cáo vẫn bình tĩnh tắm rửa ngay tại nhà bị hại để xóa dấu vết. Sau khi bị bắt, bị cáo có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, gia đình bị cáo đã có ý thức bồi thường tổn thất, cộng thêm lỗi có một phần từ bị hại, căn cứ vào điều 93 và điều 133 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội giết người và cướp tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hường mức án tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 140 triệu đồng, đồng thời phải cấp dưỡng cho con trai của bị hại đến khi đủ 18 tuổi với số tiền là 45 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Anh ơi, em xin lỗi. Em. Gia đình đang yên ổn, bỗng chốc tan nát chỉ vì bị cáo lỡ sa vào đề đóm mê tín dị đoan. Đó là bản án đau lòng nhất cho chính bị cáo và những người thân của mình trong phiên tòa xét xử hôm nay. Nhìn bị cáo đứng trước vành móng ngựa, nói lời hối lỗi mà tôi thấy xót xa. Giá như trước đó, bị cáo biết sống đúng đắn, đừng mê tín dị đoan, đừng ham mê cờ bạc, thì đâu đến nỗi nợ nần chồng chất, đâu phải biến mình thành kẻ thủ ác man rợ như thế. Giá như trước đó, chồng bị cáo biết tìm cách khuyên ngăn vợ mình một cách cứng rắn hơn, thì có lẽ giờ đây đã không dẫn đến bi kịch đau lòng cho gia đình anh như thế. Và giá như nạn nhân đừng vì tiền mà đánh cược mạng sống bằng những trò vé số may rủi đỏ đen, thì hẳn đã không phải chết thảm thương dưới chính bàn tay của người mình từng coi là bạn bè, chị em. Bản án tù chung thân đã được hội đồng xét xử tuyên án. Con đường về cho bị cáo đã hoàn toàn khép lại. Nghĩ thật xót xa, nhưng người có tội thì phải nhận lấy bản án thích đáng. Đó là sự công bằng của pháp luật.